Dưới đây là danh sách những loài chim có vẻ ngoài độc đáo và kỳ lạ nhất hành tinh. Công trắng là một trong những loài chim kỳ lạ nhất, có ngoại hình, kích thước giống hình như những con công bình thường, chỉ có điều toàn thân nó trắng như tuyết, rất hiếm khi xuất hiện trong tự nhiên. Chim bồ câu có bộ ngực rỉ máu, chỉ tìm thấy trên hòn đảo Luzon của Philippines, là loài chim có ngoại hình giật mình nhất. Nhúm lông đỏ loang trước ngực của loài chim này khiến người ta hoảng hốt tưởng rằng chúng vừa phải hứng chịu một viên đạn chí tử. Chim Cephalopterus pentuliger sở hữu ngoại hình kỳ lạ, là một trong những loài chim có vẻ ngoài độc đáo nhất, với chiếc cổ dài hơn cả thân mình. Chúng có thể tìm thấy được phía tây Colombia và Ecuador. Cò thìa hồng là một loài chim trong họ cọc quăm. Vẻ ngoài của nó thường khiến người ta nhầm lẫn với loài hồng hạc, nhưng thực chất chúng thấp hơn, có chiếc mỏ bạch ra giống hình chiếc thìa. Cò thìa hồng là một loài sinh sản định cư ở Nam Mỹ, chủ yếu sống ở phía đông của dãy Andes và các vùng ven biển của vùng biển Caribe, Trung Mỹ, Mexico và vùng vịnh của Mỹ. Cú mũi mỏ cọc Sri Lanka, bộ lông giống như lá khô, lúc đầu yên một chỗ, trông nó như một nhánh cây khô. Nổi tiếng với những tài ngụy trang cực đỉnh, môi trường sống của nó là rừng nhiệt đới rậm rạp, thường có bụi dày đặc ở dưới. Chim dodo hay còn gọi là chim cừu thuộc bộ bồ câu nên đã tuyệt chủng. Mặc dù đã tuyệt chủng nhưng loài chim béo lùn này vẫn nằm trong danh sách. Dodo có một cái mỏ quá khổ và biểu hiện trên khuôn mặt của nó luôn luôn có vẻ như sợ hãi. Những con chim Phoromachus moschino có vẻ ngoài kỳ lạ nhưng vô cùng lộng lẫy và xinh đẹp. Nó là một loài chim trong họ Chironti. Đây là loài quốc điểu của Guatemala. Hình ảnh của nó xuất hiện trong quốc kỳ và quốc huy của nước này. Chim Rubicola praevinus, đây là một loài chim kích thước trung bình trong họ Cotinida, sống trong các khu rừng sương mù ở Andes thuộc Nam Mỹ. Nhờ có vẻ ngoài vô cùng đặc biệt và nổi danh với hai màu đen cam, nó vẫn giữ vững ngôi vị quốc điểu của Peru. Còn mỏ dày, đây có lẽ là loài chim nổi tiếng nhất trong danh sách. Chúng sở hữu những cái mỏ khổng lồ giống như mặt trước của một đôi giày cao gót, thường được tìm thấy trên khắp Congo, Rwanda, Uganda và các đầm lầy khác nhau ở Trung Phi. Loài chim vô cùng lạ này có cái tên là Standard Winder Nightjar. Chúng được phát hiện từ Senegal cho đến Ethiopia ở Châu Phi, nằm trong bộ cú mũi, gây ấn tượng bởi ngoại hình quỳ quặt với hai chiếc lông siêu dài ở hai bên cánh. Hiện các nhà khoa học vẫn chưa lý giải được đầy đủ chức năng của hai chiếc lông đó.